Các bạn ơi, mình đã sưu tập đủ 24 thẻ cung và đây là 24 thẻ cung của mình. Hôm nay mình khoe với các bạn là mình sưu tập đủ 24 thẻ nhé. Và chúng mình sẽ cầm 24 thẻ này ra quán để đổi lấy bình nước cung đây này. Đó, đây là thẻ đầu tiên của mình nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 và 24. Đó, thẻ trùng nhau được các bạn nhé. Thẻ đẹp chưa này? Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.